Sách Sáng Thế chương 48. Ông Gia-cốp nhận hai người con ông Giu-sê làm con và chúc phúc cho chúng. Sau các việc đó, người ta nói với ông Giu-sê, cha ông bị bệnh. Ông đưa hai con trai là Mơ-na-sê và Ép-ra-im đến. Người ta báo cho ông Gia-cốp rằng, có ông Giu-sê, con cụ, đến thăm cụ. Ông Israel cố gượng dậy, ngồi trên giường. Ông Gia-cốp nói với ông Giu-sê, Thiên Chúa toàn năng đã hiện ra với cha ở Lút trong đất Canaan và chúc phúc cho cha. Người đã phán với cha, đây, ta làm cho ngươi sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ làm cho ngươi thành một cộng đồng nhiều dân nước và sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi về sau làm sở hữu vĩnh viễn. Bây giờ, hai đứa con trai con đã sinh được tại xứ Ai Cập trước khi cha đến Ai Cập với con sẽ là của cha. Ép-ra-im và Mơ-na-sê sẽ là của cha như Ru-ben và Si-mê-ôn. Còn những đứa con mà con sinh ra sau hai đứa ấy sẽ là của con. Chúng sẽ được gọi bằng tên hai anh chúng để được hưởng gia tài. Phần cha, khi từ Bát-đan về, cha đã mất bà Ra-khen trong đất Ca-na-an. Khi còn cách Ép-ra-tha một quãng đường, cha đã chôn người tại đó trên đường đi Ép-ra-tha, tức là Bê-lem. Khi ông Israel thấy các con trai ông Giuse thì hỏi, những đứa này là ai? Ông Giuse thưa cha, chúng là những con trai mà Thiên Chúa đã ban cho con ở đây. Ông Israel nói tiếp, đem chúng đến cho cha để cha chúc phúc cho chúng. Mắt ông Israel đã mờ vì tuổi già, ông không thể nhìn thấy nữa. Ông Giuse đưa chúng lại gần ông hôn và ôm chúng. Ông Israel nói với ông Giuse, cha không nghĩ rằng lại nhìn thấy mặt con, thế mà Thiên Chúa lại cho cha nhìn thấy cả dòng dõi con nữa. Ông Giuse kéo chúng ra khỏi đầu gối ông Israel và cúi sấp mặt xuống đất. Ông Giuse nắm lấy cả hai đứa, Ép-ra-im ở tay phải ông, tức là tay trái ông Israel, Mơ-na-sê ở tay trái ông, tức là tay phải ông Israel, và đưa chúng đến gần ông Israel. Ông Israel đưa tay phải ra đặt lên đầu Ép-ra-im là em và đặt tay trái lên đầu Mơ-na-sê. Ông bắt chéo tay vì Mơ-na-sê là con cả. Ông chúc phúc cho ông Giu-sê rằng xin giữ thần là đấng đã giải thoát cho cha khỏi mọi tai họa, chúc phúc cho những đứa trẻ này, ước gì nhờ chúng tên tuổi của cha và của cha ông cha là Abraham và Isaac được nhắc tới, và ước gì chúng lan tràn khắp xứ. Ông Giuse thấy cha đặt tay phải lên đầu Ép-ra-im thì không bằng lòng, nên ông cầm tay cha kéo ra khỏi đầu Ép-ra-im mà đưa lên đầu Mơ-na-sê. Ông Giuse nói với cha, thưa cha, xin đừng làm thế, vì thằng này mới là con đầu lòng. Xin cha đặt tay phải lên đầu nó. Nhưng cha ông từ chối và nói, cha biết con ơi, cha biết nó cũng sẽ trở thành một dân và nó cũng sẽ lớn, nhưng em nó sẽ lớn hơn nó và dòng dõi của em nó sẽ thành rất nhiều dân tộc. Ngày đó ông chúc phúc cho chúng rằng, ước gì Israel lấy tên con mà chúc phúc và nói, xin Thiên Chúa làm cho bạn nên như Ép-ra-im và như Mơ-na-sê. Rồi ông Israel nói với ông Giu-sê, này cha sắp chết, nhưng Thiên Chúa sẽ ở với các con và sẽ đưa các con về quê cha đất tổ. Còn cha cho thêm một phần hơn các anh em con là thành Si-ghem. Cha đã dùng gươm và cung của cha mà chiếm được từ tay người Ê-mô-ri.